Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ có một chương trình tri ân khách hàng đối với 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác đặt mua mẫu sản phẩm máy cắt cầm tay, máy Sakio, mẫu công tắc bóp thôi nhá. Thì hôm nay trong một đoạn video ngắn thì em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác về đầy đủ chọn lựa sản phẩm này và 10 bác đầu tiên khi mà các bác là những người đầu tiên may mắn cập nhật được cái video này của em một cách sớm nhất thì các bác sẽ có cơ hội được nhận một cái phần quà tặng cực kỳ là giá trị. Đấy thì về nguyên cái bộ sản phẩm này nhá, là một con máy cắt cầm tay cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Với cái mẫu sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng công tắc bóp này. Đây là về cái phần mẫu mã của máy nhá. Đấy, máy Sakio công nghệ Nhật các bác nha, hàng công ty. Đấy, màu đen này, AG100A. Đấy, cái này thì các bác sẽ sử dụng được lưỡi cắt hồng lớn mài phi 100 nhá. Đây là về cái phần bao bì của máy này. Phía bên trong em có bóc ra đây. Nguyên một bộ sản phẩm này nhá, thì các bác sẽ có một máy này. Đây là về cái phần kiểu dáng của máy này. Máy một tấc nhá, hàng công ty cho nên là 100% là hàng dây đồng ruột dài. Các bác yên tâm. Đấy, sử dụng chỗ than bên ngoài như này. Các bác có thể là tự thay than rất là đơn giản. Và công tắc của nó là công tắc bóp này. Đấy, các bác sử dụng công tắc bóp, máy chuôi dài quá nhá, công tắc bóp sử dụng rất là an toàn. Đây là về cái phần thông số kỹ thuật được gắn ở trên máy này. Công suất là 950W nhá. Máy một tấc là các bác sử dụng được lưỡi cắt hồng lưỡi mài phi 100, điện áp là 220 đến 240V và tần số là 50 đến 60Hz. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút nhá. Một con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Đấy, đi theo chọn bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có đầy đủ này. Một tay cầm máy này, một ốp bảo vệ nưỡi và một tay mở nưỡi như này. Ngoài ra là sẽ có đây, đi kèm phiếu bảo hành chính hãng của công ty cho các bác. Nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này coi nhá. Bình thường như cái con máy này thì nó không có đi theo lưỡi cắt. Đấy, nguyên một bộ có máy này, tay cầm, tay mở lưỡi, cái mở lưỡi này và ốp bảo vệ này. Đấy, nguyên bộ sản phẩm này em tri ân cho các bác nhà mình với cái mức giá là 450.000 đồng nhá. Bên em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, riêng cái mã này này em sẽ tri ân cho các bác, tri ân với cái giá gọi là giá cực mềm đấy. Khẳng định với các bác là trên thị trường mà các bác mua một cái con máy cắt cầm tay chất lượng ok như thế này, không bao giờ các bác có thể mua được ở cái mức giá là 450.000 đồng. Đấy, các bác chỉ có thể đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác mới sở hữu được cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này thì số lượng của nó cũng còn rất là ít thôi. Để em sẽ tri ân cho các bác, giá là 450.000 đồng quay nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng trong công việc gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề sử dụng cái con này cũng rất là ok. Đấy, vì nó là hàng công ty, hàng chất lượng cực kỳ luôn các bác nhá. Thì 450.000 đồng miễn phí ship. Riêng về cái phần lưỡi cắt là các bác phải mua riêng. Hôm nay trong cái đoạn video này, 10 bác khách hàng đầu tiên, em sẽ tặng cho các bác thêm một cái lưỡi cắt đa năng của Makita coi nhá. Đấy, một cái lưỡi cắt hàng chất lượng. Đấy, cái lưỡi này thì bên em vẫn đang cung cấp cho các bác cái giá hữu nghị là 50.000 đồng trên một chiếc là không có bao phí ship. Đấy, hôm nay trên cái đoạn video này, 10 bác khách hàng đầu tiên em sẽ tặng các bác thêm một cái lưỡi cắt đa năng của Makita này. Đấy, đến bác thứ 11 trở đi là các bác sẽ không có quà tặng nữa. Đấy, đến bác thứ 11 thì chỉ nguyên bộ sản phẩm như thế này là 450.000 đồng các anh nhá. 10 bác đầu tiên các bác sẽ được tặng kèm theo một cái lưỡi cắt Makita như thế này. Đấy, em nói rõ với các bác luôn là chỉ 10 bác nhá, em chỉ tặng phần quà này vì là hôm nay em sẽ bỏ ra 10 cái lưỡi cắt này, em tặng cho 10 bác. Đấy, các bác phải nghe rõ giúp cho em, tránh những cái trường hợp mà các bác khi mà các bác không làm trong top 10 bác đến nơi các bác hỏi quà tặng đâu là sẽ không có các bác nhá. Đấy, 10 bác đầu tiên các bác sẽ được nhận phần quà tặng là một cái lưỡi cắt đa năng của Makita. Các bác mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng ngay từ lúc này để có thể là trở thành top 10 bác đầu tiên được nhận cái phần quà tặng có giá trị này nhé.
Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.